Thưa quý vị, để chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2021, ngay từ cuối tháng 3, hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân các địa phương đã được điều động tham gia xây dựng công trình khu căn cứ chiến đấu mô phỏng phục vụ diễn tập theo kế hoạch. Vượt qua khó khăn, gian khổ, các chiến sĩ đã ngày đêm lao động không nghỉ ngơi với tinh thần nỗ lực hết mình. Với tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã lên đường làm nhiệm vụ trong tư thế sẵn sàng vào trận. Tình huống diễn tập là các hoạt động trong thời chiến, nên 100% cơ quan thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, các sở ban ngành đơn vị tham gia đều làm việc và trú ẩn trong hầm. Khối lượng công việc lớn với nhiệm vụ đào đắp thủ công, hàng trăm căn hầm lớn nhỏ, khu nhà ăn, hầm quân y, nhà sa bàn, kho trạm. Mặc dù là nắng nóng, với khối lượng rất lớn và quân số thì ít, nhưng đã khắc phục những khó khăn, tất cả những cái công việc nặng nhọc với những dụng cụ thô sơ thì chúng tôi đã khắc phục, đến nay cơ bản đã hoàn thành được cái khu căn cứ chiến đấu. Mỗi ngày chúng tôi làm 8 tiếng, thời tiết rất vất vả, nắng nóng khó chịu, mà các anh em đồng chí với chỉ huy cố gắng động viên nhau làm. Suốt 3 tháng qua, mặc dù thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, công việc nặng nhọc vất vả, nhưng không khí ở các công trình luôn sôi nổi, khẩn trương. Những căn hầm chỉ huy, hầm hội nghị rộng đến vài trăm mét vuông, giao thông hào nối các hầm dài hàng trăm mét đã được hoàn thành từ những ngày làm việc nỗ lực của cán bộ chiến sĩ. Mỗi hầm hào đều phải đào sâu xuống đất từ 1 đến 2 mét, quanh vách hầm bao bọc nhiều lớp bao cát, trên hầm có mái che ngụy trang. Từng chi tiết phải đảm bảo đúng kỹ thuật. Anh em chúng tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Song song với thực hiện nhiệm vụ, thì việc phòng chống dịch cũng được đưa ra hàng đầu. Chúng tôi luôn thực hiện tốt quy định 5K của chính phủ, cũng như là ăn ở tập trung theo đúng quy định, hạn chế tiếp xúc với người dân để giảm bớt nguy cơ lây nhiễm bệnh. Qua một thời gian tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thì tinh thần cố gắng của toàn thể cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ theo sự giao nhiệm vụ của Thủ trưởng Bộ Chỉ huy. Đơn vị cũng tổ chức quán triệt, ngoài ra cũng tổ chức sinh hoạt động viên tư tưởng. Xác định diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2021 là nhiệm vụ trọng tâm nhất trong năm, nên từ người chỉ huy đến cán bộ chiến sĩ đều đặt mình trong không khí thời chiến, khẩn trương, tranh thủ từng phút, từng giây để hoàn thành khu căn cứ chiến đấu, mô phỏng đúng thời gian và tiến độ. Diễn tập DNDA-21 đã gần kề, công sức của hàng trăm cán bộ chiến sĩ, dân quân ngày đêm vượt mọi khó khăn, làm việc quen mình, xây dựng nên những công trình sẽ góp một phần quan trọng để diễn tập thành công tốt đẹp.